bây giờ hãy em đứng ở đây em theo dõi, em cứ dùng máy em theo dõi. Hello em. Em biết chị không? À, nếu mà em biết chị Tường thì em phải biết là chị Tường là chuyên làm nghề may mối đúng không? Đúng không? Em có bao giờ xem những chương trình chị làm may mối chưa? Em có coi chương trình bản quyền hỏi. À, giờ chị giới thiệu với em là hiện tại chị cũng đang làm một cái chương trình. Mình đang quay một cái chương trình cũng là một cái chương trình may mối. Nhưng mà đặc biệt hơn là hồi nãy giờ đó là có một cái cô bạn gái. Cô đã quan sát em từ xa. Cô để ý em. Và cũng nhờ chị là đến để mà liên hệ với em thử xem em có muốn là có một cái cơ hội để hai người gặp nhau hay không. Em có thời gian để mà đi với chị khoảng 15 phút để gặp cô gái này không? Đây, cái ghế thấy không? Rồi, vòng lên trước ghế ngồi. Ok, ngồi xuống. Đó, hình như hơi sát nhau rồi đó. Hai bạn đang ngồi sát nhau luôn rồi đó. Hello, chào bé Hằng. Dạ. Được sự ủy thác của em, chị đã qua và đã gặp chàng trai này. Anh này tên là anh Phương. À, chị mới hỏi sơ lược thôi. Nãy giờ chưa hỏi nhiêu tuổi nữa. Phương nhiêu tuổi Phương? Dạ, sinh năm 91. Hằng sinh năm bao nhiêu? Dạ, em 96 á chị. Đó, là cũng tuổi tác là cũng tương đối ổn định rồi. Công việc thì đang làm thợ bạc ở quận 5. Bây giờ còn lại là do hai bạn. Hôm nay chị em mình cũng vất vả như thế nào Hằng cũng hiểu rồi ha. Yeah. Thì thử xem coi cơ hội đó có mỉm cười với em hay không. Bây giờ cơ hội của hai đứa em, chị Tường sẽ ra ngoài cho hai bạn 15 phút để trò chuyện với nhau. Dạ, em cảm ơn chị. Giờ mình bắt tay nhau một cái đi nè, bắt tay giao hữu đây nè. Đó, rồi tay thì vẫn nắm, hai tay còn lại tự cởi mặt nạ ra rồi tự nói chuyện với nhau luôn. Chị Tường 15 phút nữa quay lại nha. Cố lên nha Phương. Chào. Dạ, chào anh. Dạ, thằng bé đâu? Dạ, em ở Bình Thuận á. Dạ. Dạ, anh bé đâu ạ? Anh ở Cây Lậy, Tiền Giang. Cảm giác lần đầu tiên anh nhìn thấy em là như thế nào? Em thấy anh chưa nhìn thẳng vào em. Nhìn là... dễ thương nè. Rồi, em cảm ơn. Anh có vẻ cũng ngại quá. Anh muốn giận gái em thôi ngại. Bây giờ chưa có nghiện. 91 mà vẫn chưa có quen ai ha. Đúng rồi. Là mình không gặp được hay là... Thì cũng có nhiều người đến làm quen đó mà không hợp. Nhiều người đến làm quen với anh hả? Lúc anh ở dưới quê có một cái bé đó như 14 tuổi. Nó thương anh. Anh 91 rồi còn bạn đó là 14 tuổi. Đúng rồi. Anh không thích hay gì sao? Tại anh nhỏ quá sao anh thích được. Tôi tức quá rồi, tôi tức quá. Nói cái gì vậy? Ai bắt anh tay? Trời ơi, đi thua bạn gái mà ngồi thẳng cái lưng lên. Dựa vô, kẻm trẻ bằng cái chân đó. Anh coi, thẳng lưng lên. Đó, nhìn thẳng vô bạn gái. Rồi nói chuyện lại cái gì mà khoanh tay khoanh chân bị hẹn hò. Trời ơi, 10 phút nữa nhanh lên. Bây giờ em đang làm gì? Dạ em đang là dược sĩ, lấy thuốc cho tay bác sĩ. À, em làm ở đâu? Dạ ở quận 8 á anh. Ủa? Tối về quận 8 ngủ á. Là quận 5 nhưng mà tối về quận 8 ngủ ở gần cầu Chính Hưng á. Còn em là quận 8 mà tối ở quận 6. À. Anh có biết hát hay gì? Em có sáng tác nhiều bài hát lắm nhưng mà đang nghiền răng á. Lúc trước là răng nó không có được điều mà hát không được. Giờ anh hy vọng là niềm lại hát sẽ được. Anh sáng tác là bài hát luôn hả? Với rất là nhiều. Nhưng mà trên chắc cũng 100 mấy 200 bài. Anh có niềm đam mê hay sao? Tại vì ở có mình á, cô đơn. Nhiều tâm trạng, nhiều sáng tác, nhiều buồn không à? Anh có thích con gái phải đảm đang tháo vát việc nhà hay không? Không cần đâu. Nhưng mà cơm nước này kia anh nấu cũng được.
không cần vợ nó. Đúng rồi. Coi rửa chén anh hay làm biếng nè. Nó ăn mình thấy. Em có gì hỏi hỏi chứ anh không, không. Nãy giờ em hỏi anh hơi nhiều luôn á. Tại em hỏi anh không. Mình bây giờ anh thế đó. Đâu có biết nói gì đâu. Tại em nhìn anh không mà anh không có quay qua nhìn em hết trơn. Nhìn hơi ngại. Anh cao hơn Vĩ hồi lúc 22 tuổi là cao 1m74. Không hiểu sao giờ còn có 1m70. Sao vậy? Không biết đâu. Chắc tại già đi nó lùn xuống. Hồi đó giờ có từng thích ai chưa? Nhưng mà hồi đi học lớp 5, lớp 6 có thích một người. Từ lớp 5, lớp 6 luôn, lớn lên không thích à? Lớn lên rồi cũng nhát rồi không có gặp người ta, cái người ta lấy chồng mất rồi. Thẳng lên một xíu nữa. Con trai mà mạnh mẽ lên một chút. Em thích con trai mạnh mẽ. Thì mạnh mẽ trong cuộc sống thôi, chứ mà đứng gần gái nó hết mạnh. Hồi anh về quận 6 hả? Dạ đúng rồi. Hay cho anh đưa anh về được không? Hả? Hay cho anh đưa anh về được không? Nãy giờ tôi nghe có một câu này được thôi đó. Thiệt sự mà nghe được có một câu này là được thôi á. Trời ơi, tôi nghe ông cô gái tôi mắc mệt quá thiệt luôn. To đúng không? Đúng rồi. Mặc váy thì sao thì ngồi xe được. Được chứ, được hết á. Nhưng mà sao tự nhiên thích chạy mô tô vậy? Nhỏ xíu con mà sao chạy chiếc mô tô bự quá vậy? Em thấy con gái thích mô tô nên em chạy mô tô. À, vậy là chung quy là tại vì mình thích con gái. Gái mà bữa nay tôi đưa một cô gái đẹp như vậy ngồi trước mặt mà không dám nhìn, níu tay níu chân bấu cẳng, không nói được câu nào là sao? Nhìn tướng ngồi đằng sau mô tô kiểu như là men không? Đằng sau cứ thử cho mình tháo mặt nạ ra rồi kìa, tháo mặt nạ ra rồi kìa. Men cao to chững chạc, giới tính ổn định không? Chắc chắn không? Thích cô gái phải không? Có khi nào em nhìn thấy ai đó tự nhiên mình thấy mình thích ta quá, thế mình sao xuyến mình muốn tới làm quen, có chưa? Làm quen không biết nữa. Mình thấy xinh thì em nhìn vậy thôi chứ em không biết sao. Nhìn thôi chứ chưa bao giờ tới làm quen. Chưa bao giờ. Vậy sao hồi nãy chị Tường rủ em tham gia chương trình, mời em cái là em đồng ý liền, mà em không có gì e ngại hết trơn. Thì em rủ em đi ra đây cũng để tìm người yêu mà. Vậy hả? Vậy hôm nay em may mắn quá trời rồi. Chị đã tìm được cho em rồi mà bây giờ em không nắm bắt cơ hội. Có thể là mới gặp nhau mình chưa có hiểu nhau. Mà mình có thể làm bạn, có thể là cùng mình đi phượt như đó để hiểu nhau. Rồi nếu mà mình thấy hợp nhau thì có thể làm gì với nhau. Dạ. Chị hỏi em thêm một số thông tin nữa. Thu nhập của em là khoảng bao nhiêu một tháng? Cuộc sống của em có ổn định hay không? Dạ, khoảng gặp 12 tới 15 triệu một tháng. Nhưng mà rồi em nghĩ là ví dụ như sau này mình có bạn gái à, em muốn khoảng bao nhiêu tuổi thì mình sẽ kết hôn? Nhưng mà có thể cưới trong năm nay không? Có thể cưới trong năm nay. Tiền đâu cưới, có để dành vốn liếng gì chưa? Rồi cưới bạn gái, cưới vợ xong là ở đâu? Hai chồng ở đâu? Phải có kế hoạch chứ đâu cưới khơi khơi vậy. Mà thì nếu như mà muốn mua nhà thì có thể bán đất. Bán đất? Ba mẹ cho. À, có đất ba mẹ cho. Đất ba mẹ cho ở đâu? Ở Cây Lậy. Đất ở Cây Lậy bự không? Ở dưới đất Cây Lậy giờ nó cũng có giá. Nó là tầm khoảng trên 40 triệu một công. Mà đó mấy được mấy công? Dạ, mình được gần 6 công. 400 triệu một công là được 6 công. Mà 6 công đó là ba mẹ cho em hết. Hay là chia ra mấy anh chị em? Nên chia thì còn người anh nữa, chia làm đôi. Chia làm đôi. Ờ, rồi trên đây mình đi làm rồi mình cũng thể mua được ha. Đi làm đó giờ có đi dành tiền, đó có dành tiền mặt không? Ví dụ như đám cưới cũng phải có tiền đám cưới chứ. Thì có chứ. Để dành được nhiều rồi. Ba mẹ lo cũng được. Ba mẹ lo cũng được, chà, nhà cậu bộ cũng con cưng rồi ha. Ba mẹ chắc cũng có của rồi ha. Dạ luôn hả? Ờ, thiệt tình, nó nhỏ này được cái thiệt tình. Chân thành và rất là thiệt tình. Mà em nghĩ em có là người chung thủy không?
giờ mà từ tới giờ em chưa từng làm gì có lỗi với vợ tương lai của em. À, từ đó giờ em chưa từng làm gì có lỗi với vợ tương lai của em luôn. Coi như là quyết trong trắng trên nguyên để chờ đợi vợ thôi, đúng không? Rồi, cuộc nói chuyện đến đây là hết. Giờ Hằng ra nói chuyện với chị một xíu. Đi. Ông tự tin lên giùm tôi cái, tôi thuyết phục mệt lắm luôn á. Tự tin lên giùm tôi chút xíu nha. Cái gì đây? Ôi, nước nôi tùm lum tà la quá à. Thẳng lưng lên. Chị Tường thôi mà còn la Phương được kiểu đó, nó huống chi là bé Hằng. Chị hỏi anh một chút nữa. Anh có ngại khi mà biết em đã từng trải qua hai mối tình chưa? Ừ, vậy chắc cũng bình thường thôi, có riêng anh là khác biệt. Chưa có. Có mối tình dài nhất là gần 4 năm. Anh cảm thấy thế nào? Thì cũng là bình thường thôi. Bình thường. Thật ra thì vừa mới gặp anh, em kiểu cảm giác là chưa có cảm giác là thích anh, hay là anh cũng không phải là gu của em. Nghe vậy em thấy sao? Nghe thấy cũng hơi buồn. Nhưng mà thật sự là gu của em á, thì đương nhiên là đa số nhiều người sẽ đưa ra cái gu của mình thích như thế nào thôi. Nhưng mà bản thân em thì quan trọng về tình cảm hơn. Về mặt tình cảm, em cần một người biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, phụ giúp em trong khi em cần. Khi em cần thì có. Mà anh cũng biết hát mà thậm chí là sáng tác nữa. Thì cậu nghe tới đây anh thấy sao? Chắc là em muốn nghe anh hát. Ờ, muốn có thể hát. Mà anh biết toàn nhạc buồn không mà nha. Em muốn nghe thử coi anh sáng tác những đoạn nhạc như thế nào. Lưng lên, nó có hơi. Hát được mấy lát mới có trở về, chứ không có trở về đâu. Điện anh nói chứ rồi hát sao nha. Ngày xưa anh và em quen nhau, em lấy tên nick của anh là cây, còn em là lá. Điện nói cây và lá không thể nào sống thiếu nhau. Vì sao bây giờ? Anh nói lớn hơn một xíu được. Nói nhìn mặt cổ đi, nói nhìn đi đâu thì tôi cũng. Chị ngồi ở đây mà chị còn không nghe cái gì mà cây tennis gì, cây và lá gì là cái gì. Nói lại giọng nó nhỏ. Nói lại ngày xưa khi quen em. Ngày xưa khi quen nhau, em lấy tên nick của anh là cây. Đừng có cầm cái mic vậy, không có cần cầm cái mic như vậy. Anh lấy cái nick em là cây. Rồi nó lớn lên 2, 3. Ngày xưa khi quen nhau, lấy nick Facebook của anh là cây, còn em là lá. Vì anh nói cây và lá không thể nào sống thiếu nhau. Nhưng sao bây giờ? Hình như lá đã muốn xa cây, để đi theo cơn gió buồn. Những ngày trôi qua, cây đang héo rồi, khi mỗi ngày không có lá kề bên. Trời ơi, bà nhìn thấy cái đó mà mình vương hết. Đúng rồi, đúng rồi. Anh viết anh 4 năm rồi đó, không nhớ đâu. Nói chung là ngày xưa khi quen em thì anh lấy Facebook anh là cây, còn em là lá. Tại vì em nói cây và lá là không thể sống thiếu nhau. Nhưng sao bây giờ vô buồn. Bây giờ em bỏ anh đi, phải không? Không? Đúng không? Đúng không? Là cô gái này đã quên lời ước hẹn, đúng không? Cây và lá mà giờ lá bỏ cây đi là cây chết trơ chết trụi, đúng không? Hèn chi ốm như cái khúc cây vậy đó. Chưa quen ai mà tán tác. Trời ơi, mai mốt em mà quen với ảnh mà em mà bỏ ảnh chắc chị nghĩ chắc ảnh tự giận luôn quá. Tại anh coi phim Hàn Quốc nhiều. Trời đất ơi, mà phim Hàn Quốc ta ngôn tình dữ lắm. Bây giờ nói một câu nào tình cảm. Hồi nãy giờ cô nói vậy là cô chịu rồi đó. Chịu làm quen rồi đó, có cơ hội đưa về rồi đó. Bây giờ em nè, coi phim Hàn Quốc nhiều, em nói một câu chốt hạ tỏ tình cho chị coi. Coi phim Hàn Quốc nhiều mà, hiểu không? Trời mà, em biết nói. Bây giờ làm được không?
con không làm được thì ra kiếm người khác cho cổ. Làm được không? Rồi nói đi, nhanh đi, hết thời gian rồi nè. Có thể cho anh một cơ hội làm quen, nếu mà có hợp nhau mình có thể tiến xa hơn. Anh hứa sẽ quan tâm chăm sóc em, sẽ có mặt những khi em cần. Rồi làm gì vậy? Chị thấy khổ cho nó quá Hằng ơi. Không, em cho đại nha Hằng ơi, chứ chịu mệt quá. Ngồi bẻ gãy tay gãy chân đó Hằng. Trước này lúc mà mới vô cái kiểu nắm tay á, em thấy anh rung lắm luôn á. Giờ mình bắt tay nhau một cái đi nè. Bắt tay giao hữu đây nè. Đó, rồi. Anh có vẻ cũng hài hước hả? Có hai hước không? Anh cũng muốn nói chuyện vui lắm mà nói sao cho anh ta nhiều. Em khỏi nói, anh ta cũng vui rồi. Trời ơi, dễ thương quá trời Hằng ơi. Anh nói tiếp đi. Anh nói tiếp đi, nói tiếp vô cái câu chốt đi trời. Thì đó, đồng ý là mình cho anh cơ hội cho hai đứa mình tìm hiểu nhau nha. Em có cho anh cơ hội tối nay đưa em về đi. Có mấy cái nông bảo hiểm. Chết rồi, mượn con cái à. Chương trình cho mượn cái luôn, chương trình cho luôn. Cảm ơn chị. Hiện tại cảm xúc em như thế nào? Chân thành nha, có sao nói vậy, chị là thích thẳng thắn. Thực sự thì em có cảm giác là... Không phải gu em. Đúng rồi, một phần là không phải gu, mà cũng không nhất thiết là phải gu nữa, nhưng mà nhìn kiểu như không có cảm tình cho lắm. Với lại cũng chưa từng trải qua một mối tình nào hết. Với lại em cũng cần một người từng trải, trưởng thành hơn. Tại vì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Chị thì luôn đứng về phụ nữ. Khi mà chị nhìn á, thì đúng là chị cũng nghĩ nó không hợp gu với em. Nhưng mà sau đó chị cố gắng, chị nghiên cứu kỹ, mắt mũi miệng, chị thấy là ok. Bạn này chỉ cần mập mạp lên một chút xíu, tại vì bạn ấy ốm cho nên bạn ngồi hơi bị còng. Chứ nếu mà bạn ấy mập lên một chút xíu, chị thấy là ok. Chiều cao 1m7, mặt mày sáng sủa, tóc tai đó, em cho đổi kiểu rồi lên. Cái này là cái gì mình tốt được, mình tân trang được. Quan trọng chị chia sẻ cho em, chị là một người từng trải trong tình yêu. Tìm một người đàn ông chân thành và thật lòng với mình rất khó, như là mò kim đáy biển. Nhiều khi cái người hợp gu với mình nhìn vô bắt mắt liền, sáng tài, chưa chắc là một cái người sẽ yêu thương mình và chăm sóc mình. Chị nói nghiêm túc luôn. Cho nên chị biết là em chưa phải gu, nhưng mà chị muốn em phải bình tĩnh lại, hoặc cho thử mình một cơ hội xem sao. Nhưng tùy em thôi. Nếu em không đồng ý thì chị sẽ ra xin lỗi bạn Phương. Đây, bạn Phương đã gửi gắm thông điệp muốn tặng cho em cái con gấu xinh xinh này. Có nghĩa là bạn Phương đã đồng ý, rất là thích và muốn được tìm hiểu em. Bây giờ nhiệm vụ của em là ngồi đây suy nghĩ. Chị ra, em tĩnh tâm 30 giây suy nghĩ. Hiểu gì không? Không hiểu hết. Cho em cái đó là chịu rồi đó. Cảm ơn đi, trời ơi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Giờ nắm tay nè, hai đứa nắm tay nhau cái là lần nữa coi nè. Nắm. Chị mang tìm hiểu mà mỗi tối em ráng trước nhà, không muốn nắng gì đâu. Cái gì vậy? Chủ động lên chứ, mỗi tối em phải nhắn trước, anh không biết nhắn gì đâu là sao? Giờ tối nay đưa cổ về, xin số điện thoại, biết địa chỉ nhà rồi. Mỗi ngày sáng, trưa, chiều, tối nhắn tin hỏi han liên tục. À, thậm chí lúc nào đi làm xong rảnh rỗi mua qua đồ, qua chở cô đi ăn, đi uống sinh tố, uống cà phê, tâm sự, nói chuyện. Được không? Các bước đó làm được không? Các bước đó được phải không? Còn cái bước bản năng thì nào cưới mới làm nha. Nhiều đó làm được không? Được. Nhìn thẳng mặt cổ, cảm ơn em cho anh cơ hội ngày hôm nay. Nói thẳng lên, bạn trai chứ không phải là xin xỏ. Nhìn thẳng vô, cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Cho anh cơ hội. Anh tìm Anh. Thôi giờ hai bạn đứng lên, được rồi. Trời ơi, hai đang ngồi dẹo tới sáng mai. Đứng lên. Hai bạn nắm tay nhau cái coi nè. Nắm sao? Đó rồi. Đó giờ cái nắm rồi biết.
Không phải. Nó làm sao chị? Lòn vô, năm ngón tay vô vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Nắm chặt lại.